Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Húng Đà Nẵng Lê Trung Trinh đã có buổi tiếp đoàn công tác tỉnh Atapu, Lào, do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Atapu, Lê Tinh Sa Nha Phỏm làm trưởng đoàn nhân dịp đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng vương mừng chào đón đoàn công tác tỉnh atabu đến thăm đà nẵng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung Chinh phấn khởi về mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt việt nam lào nói chung và giữa hai địa phương nói riêng ngày càng phát triển Chủ tịch địa ban nhân dân thành phố Hức cũng thông tin với đoàn một số kết quả phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng trong năm 2022 và khẳng định với những kết quả tích cực trong hợp tác trên các lĩnh vực những năm qua, thành phố cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Atabu triển khai hiệu quả chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2027 và tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Atabu sẽ tiếp tục có bước phát triển mới. Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Atabu, lệnh xây nhà phẩm cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của thành phố, cũng như sự hỗ trợ cho địa phương thời gian qua. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng năm 2022, kinh tế Atabu đã có bước phát triển tích cực. Trên nền tảng có được thời gian qua, Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Atabu mong muốn quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Atabu và Đà Nẵng sẽ không ngừng phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực về thương mại, nông nghiệp, giáo dục và các lĩnh vực khác mà Đà Nẵng có thể mạnh.